Lesson 3. Harry studies everywhere. Harry. Giọng Anh người ta đọc là Harry. Giọng Mỹ người ta đọc là Harry. Harry và Harry studies everywhere. Harry studies everywhere. Harry thinks he's great. Cái chữ này là great. Sau đó lưỡi chạm vào răng trên nó tạo ra âm đờ. À, nó giữ cái âm đờ lại. Great. Từ cái vị trí âm đờ đó xì ra hoặc làm giờ. Great. He's great. Điểm số của anh ta. He's great. Lưỡi chạm hàm trên nó cắt lại âm đờ. His grades are very important. Very. Thì vào câu nó có thể là very, very important. Cái từ này giọng Mỹ người ta đọc là important. Important. Very important. Are very important. Grades are very important. His grades are very important. Thinks. Lưỡi đặt giữa hai hàm răng khi bạn thấy âm ta hát này ha. Lưỡi giữa hàm răng. Thinks. His grades are very important. Đây, ba cái âm xì đây. Harry thinks his grades are very important. Anh ta học rất nhiều. He studies a lot. He xì đây bạn thường xí âm xì đầu tiên này. He studies a lot. Âm giờ này nói qua chữ ơ này là the lot. The lot. He studies a lot. He studies a lot. Anh ta học rất nhiều. He studies everywhere. He goes. Cái từ này không phải là goes. Chúng ta có do. Chúng ta có do và does. Nhưng mà là go và goes. He studies everywhere he goes. He studies everywhere he goes. He studies at library. Library. Sau đó ngậm môi âm b. Library. Library. He studies at the library. He studies when he goes out to eat. Goes, đây là động từ, bạn nhấn lên. Goes out to eat. He studies when he goes out to eat. He even studies when he goes to parties. Cái từ party đó, thì bạn có thể đọc là parties. Tiếng Mỹ đọc là, giọng Mỹ đọc là parties. Parties. Tổng cùng là những cái âm nào chúng ta xì nè mọi người. C, E, S, E, G, E, S, 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 E, S và X. Chẳng hạn như là chúng ta có từ nice nè. Nice. Rice. Mice. Âm giờ, âm S, E thì có là house. S, E, house. J's. Purchase. S-E thì có là maze, plays, says, S-S thì có boss, miss, E-S chẳng hạn như có studies, X chẳng hạn như là box, fix, chẳng hạn như vậy. He studies when he goes out to eat. He even studies when he goes to parties. His friends make fun of him. Bạn bè của anh ấy cười nhạo anh ấy. Không phải là làm cho anh ấy vui vẻ mà là cười nhạo. Harry does not care. Does not care. He gets A's all the time. All sẽ được lưỡi chạm hơn lên trên. All the time. All the time. Rồi, chỗ này all the nè, in the này, at the này. Rồi, on the này. Thì cái phần này đây, khi mà nó nói như thế này thì những cái âm này thường người ta bỏ đi, ta không đọc mấy âm này. Vậy thì nó sẽ ra như thế nào đây? Tại vì khi bạn đọc những cái âm này nó sẽ làm cho bạn đọc chậm hơn. Như thế này, all, lưỡi đặt hàm răng trên, all, sau đó lưỡi đưa ra giữa hai hàm răng thì nó sẽ tốn thời gian rất là nhiều và người ta sẽ cắt giảm cái chuyện đó. Ví dụ nha,
Bình thường nó sẽ đọc là o, sau đó lưỡi chạm hàm răng trên o, rồi sau đó lưỡi từ vị trí hàm răng trên để lưỡi với hai hàm răng, all the time, chẳng như vậy, all the time nó rất là chậm, vì người ta bỏ luôn l, người ta đọc là all the time, còn in lưỡi bốn âm vị trí hàm răng trên, mọi người còn nhớ không? Trong những cái bài trước, the, l, n, t, Đà Lạt, Nha Trang, bốn âm này lưỡi đặt hàm trên. Khi bạn thấy nó ở vị trí cuối hoặc là vị trí nào đó thì bạn muốn phát những cái âm này thì lưỡi đặt hàm lên trên. In, y, sau đó là n. In, rồi sau đó lưỡi giữa hai hàm răng. In the thì nó không có được tự nhiên cho lắm. In the lưỡi từ vị trí hàm răng trên mà đẩy ra giữa hai hàm răng. Người ta không thích như vậy, người ta sẽ đọc là in the. In the room, in the room chẳng hạn, thay vì nói là in lưỡi chạm lên trên, sau đó in the room mệt ha, người ta sẽ đọc là in the room, lưỡi chạm hàm răng trên, at, từ vị trí hàm răng trên đó để lưỡi chạm răng, at the door, mệt lắm mọi người, người ta sẽ đọc là bỏ âm tờ đi, đọc chữ the thôi, at the door, thì thay vì có âm tờ thì bây giờ mặc dù không có âm tờ thì nó ra âm vẫn là at the door, on the table, chúng ta có những cái từ như vậy. He gets A's all the time. All này khi mà vào câu á, thường đọc là all mọi người, all the time, all of you, all of them, hoặc là all of us, thường những cái cụm như thế này, chữ all nó nhận cái dấu sắc all of us này, all of you này, hoặc là all of them, yeah. Harry studies everywhere. Harry thinks his grades are very important. He studies a lot. He studies everywhere he goes. He studies at the library. He studies when he goes out to eat. Goes out to eat. Goes out to eat. He even studies when he goes to parties. His friends made fun of him. Fun of him. Có thể là nói qua chữ vim mọi người. Fun of him. Harry does not care. He gets A's all the time. Rồi, lần này chậm lần nữa nha. Harry studies everywhere. Harry thinks his grades are very important. He studies a lot. He studies everywhere he goes. He studies at the library. He studies when he goes out to eat. He even studies when he goes to parties. His friends make fun of him. Harry does not care. He gets A's all the time.